đến với chuyên mục mỗi ngày một video của siêu thị điện máy HC. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn mẫu tủ chăm sóc quần áo thông minh và mới nhất năm 2022 tới từ thương hiệu Samsung. Đầu tiên là chiếc tủ chăm sóc quần áo thông minh Bespoke Air Dresser, năm móc vuông pha lê với tên model TF10A9500CGFV, khớp giấy chuẩn spa, sạch khuẩn mỗi ngày. Điểm nổi bật như trải nghiệm thông minh bằng điều khiển AI thông minh tự động ghi nhớ thói quen sử dụng và đề xuất chế độ sấy và cài đặt yêu thích. Sấy chuẩn spa làm sạch bụi bẩn trong ngoài quần áo, khớp hơi diệt khuẩn, sấy dịu nhẹ và khử mùi toàn diện. Thiết kế thời thượng, mặt gương hiện đại sang trọng là điểm nhấn tinh tế cho không gian sống của bạn. Làm sạch và diệt khuẩn an toàn nhờ công nghệ hút khoan nước Jet Steam, truyền hơi nước ở nhiệt độ cao thẩm thấu vào áo quần, giúp loại bỏ 99,9% virus vi khuẩn, 99% tác nhân gây phùi và 100% mặt bụi gây dị ứng. Khử mùi chuyên sâu, bộ lọc khử mùi với tia UV LED giúp lọc và loại bỏ các tác nhân gây mùi trên quần áo và trong tủ áo. Theo chứng nhận của Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Intertech Samsung Air Dresser, loại bỏ 99% các loại mùi như mùi cơ thể, mùi thuốc lá, mùi thức ăn. Thổi sạch bụi bẩn trong ngoài, hệ thống khí ZE và móc treo thông minh Air Hanger thổi khí mạnh mẽ và đa chiều, nhanh chóng thổi sạch bụi bẩn không chỉ bên ngoài mà còn tận sâu bên trong các lớp quần áo. Công nghệ thổi khí êm ái không gây rung ồn, sấy AI giữ đồ chuẩn form dáng. Công nghệ AI Dry và Heat Pump cảm biến thông minh tự động tùy chỉnh thời gian sấy theo độ ẩm quần áo, giúp tiết kiệm thời gian sấy. Chăm sóc tiện lợi các trang phục dài, khoang treo đồ dài tích hợp khoảng không gian được thiết kế riêng cho việc treo các trang phục dài, tiện lợi hơn cho việc chăm sóc đầm dạ hội, áo dạ hay quần âu. Khử mùi chuyên sâu, bộ lọc khử mùi với tia UV LED giúp lọc và loại bỏ các tác nhân gây mùi trên quần áo và trong tủ áo. Theo chứng nhận của Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Intertech Samsung Air Dresser, loại bỏ 99% các loại mùi như mùi cơ thể, mùi thuốc lá, mùi thức ăn. Giảm nhăn và giữ nếp quần áo, nhờ sự kết hợp giữa hệ thống thổi khí ZE và công nghệ hấp hơi nước Jet Steam giúp loại bỏ nhăn nhúm và giữ nếp quần áo, giảm bớt gánh nặng nả uế quần áo. Samsung Air Dresser loại bỏ 100% nếp nhăn đối với đồ len và 80% nếp nhăn đối với chất liệu rayon. Vệ sinh tủ sạch sẽ và thông thoáng với chế độ vệ sinh Self Clean, tự động vệ sinh tủ quần áo toàn diện qua các bước hút ẩm, diệt khuẩn, khử mùi mà không cần sử dụng hóa chất. Máy sẽ tự động thông báo vệ sinh sau 40 lần sử dụng. Hút ẩm phòng bảo vệ quần áo sẽ giúp hút không khí phòng, loại bỏ hơi ẩm và sẽ đẩy không khí khô ra ngoài. Chế độ hút ẩm phòng giúp bảo vệ quần áo và các đồ vật trong điều kiện lý tưởng, tránh ẩm mức và không cần đầu tư máy hút ẩm riêng biệt.